Hôm nay mình làm cái chua nha các bạn. Mình làm cái chua này, ở đây là mình có 1 lít nước sôi với lại nửa lít giấm nè. Nửa lít giấm, ở đây mình có cứ một một muỗng 1 lít, 1 lít nước thì mình cho 10 muỗng cà phê đường với lại 1 muỗng cà phê muối. Mình cứ nhân lên cứ 1 lít là mình cho 10 muỗng cà phê này nè các bạn. 1 muỗng cà phê đường với lại 1 muỗng cà phê muối. Như ở đây mình làm là 1 lít rưỡi nha. 1 lít rưỡi thì mình cho nước sôi vô trước cho nó tan đi, tan hai cái muối với đường đi. Đấy. Cho nó tan muối với đường ha. Tan muối đường. Cứ 1 lít, 1 lít là 1 muỗng muối và 10 muỗng đường. Mình cứ nhân lên nha mà các bạn. Đây mình làm ít cải thì mình làm 1 lít rưỡi nha. Đây 1 lít nước nè. Bây giờ mình cho nửa lít giấm này vô luôn nha. Đó, nửa lít giấm vô mình quậy cho tay nè. Quậy cho tay ha. Đó, để quậy cho tay như để nguội nha các bạn. Đây là cải chua nè. Cái cho mình rửa sạch với muối nè, mình rửa sạch là nhiều lần ra cát rồi, bắt đầu mình chia ra, mình cắt ra, bên đây là lá, bên đây là cọng đó, mình để cho cái nước nó nguội ấm ấm đi, bắt đầu mình áo giấm, mình nhúng cái chua vô giấm, nhưng mà mình để cái nước này nó nguội đó, nước nó nguội bớt đi, nó còn nóng lắm mình mới đổ nó nóng chút xíu, nó ấm ấm bớt đi, bắt đầu mình mới áo giấm. Mình áo từng cọng lên nè, từng cọng vô giấm xong rồi mình thò bỏ vô thau ở cọng ở dưới mà lá ở trên, mình đậy nước cho xâm xấp để khoảng chừng 2-3 tiếng sau mình lại trở lại mình trộn lên cái cọng cải này nè. Cọng cải giấm giấm nguyên chất nè đó, nhúng vô giấm trước, nhúng vô giấm nha. Cái là mình đưa qua đây, này là giấm nè các bạn, đó là giấm này là đưa qua đây nha. Tại nước đây nó ấm ấm này nè, đừng để nóng nên nóng nó sẽ mềm nó mới giòn. Rồi bắt đầu làm tiếp, áo giấm, đó là áo giấm nè, đưa qua giấm, giấm này có pha rồi nè, giấm này giấm nguyên nè, chưa pha đó. Tháo qua giấm đi. Đó, mình áo qua giấm nè. Đưa qua giấm pha. Các bạn nha. Đó, xong rồi mình đưa qua đây. Bây giờ mình lấy cái lá này, mình làm cái lá nha. Cũng làm như vậy các bạn, cũng háo qua cái giấm này nè. Háo qua giấm nè. Sau khi mình áo giấm hết rồi đó, các bạn cứ đậy nắp lại nha, để nắp lại cho nó kín khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng nữa các bạn trở lại. Các bạn tại ra nó đang hầm bên đây này. Các bạn trở lại, các bạn lấy cái thau này nó chặn lại, chắc cái nước đi ra, chắc cái nước rồi ra cái tô, xong các bạn để bên nguyên vậy đó, các bạn lại đổ cái nước chắc mình mới chắc nó đổ lên mặt lại,
mình làm đi làm lại hai lần các bạn, rồi xong các bạn để qua đêm đi, rồi để qua đêm xong ngày hôm sau mình thấy cái nước đó mình chắc cái nước nó ra mình làm lần nữa, rồi mới để mình để cho khoảng chừng hai hai ba ngày đó là nó chua rồi mình lấy cái mình cho vô hũ rồi mình ăn từ từ, nếu mình ăn không kịp các bạn bỏ tủ lạnh bảo quản nha. Bây giờ mình cứ để như vậy nha bạn. Cái chua mình ngâm với nước muối với đường mình hơn 3 tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình chắc ra đi, chắc cái nước này ra, chắc cái nước này ra nha. Nhắn lại vẫn để chi vẫn để như bình thường nha các bạn, vẫn để như đi. Giờ bắt đầu mình rí cái nước này nè, nước mình mới chắc nè, mình chế lên đại cho nó đều. Cho nó đều, ngập qua mặt không hơn. Đó hồi nãy nó chưa ngập mặt, bây giờ nó đã xìu xìu xuống đó. Tại vì nãy mình ngâm cái là nước để chua nó nhắm đường hơi mắm đó, bây giờ nó đã qua mà nước nó sắp qua mặt này nữa. Bây giờ mình để đi, rồi khoảng mấy tiếng sau nữa mình trở lại mình lại làm một lần nữa chắc ra rồi mình đổ lên mặt lại đó. Bây giờ mình đậy nắp đây nè đó nha, bây giờ mình đậy nắp lại vẫn để nguyên vậy. Khoảng mấy tiếng sau mình dòng, mấy tiếng sau mình dòng lại cái mình chắc cái nước nó ra, mình vẫn trải lên đậy cho nó đều đó các bạn, cho nó thấm đều lên đó. Mình chờ nữa nha. Cái chua mình mua về rửa sạch xong mình cắt nhỏ lại, cắt nhỏ mình để bên rau, bên lá và bên củ nha. Rồi xong mình rửa sạch để ráo, rồi xong lúc đó mình phải pha một lít nấu một lít nước sôi và nửa lít giấm và 15 muỗng cà phê đường và 1,5 muỗng cà phê muối. Rồi mình áo nha, mình áo mình à, rồi cà cải chua đó mình áo với lại giấm, áo giấm xong rồi mình thả vô cái thau nước giấm đường mà mình mới vừa đã quậy tan đó, rồi mình ủ 4 tiếng sau đem sốc, mình đem ủ 4 tiếng sau có đem lên mình đổ nước ra, đổ có nước giấm ra, xong mình ủ lại lần nữa, mình cứ ủ lại lần nữa xong đến sáng nè. Bây giờ mình sáng mình mở ra đây các bạn đó, sáng mình mở ra nè đó, cái nước nó đã ngập qua, nước giấm rửa ngập qua cải chua rồi nè, thấy không, nhưng mà chưa có ăn được luôn nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái củ mình bỏ vô hũ, cái củ nó nằm ở dưới này nè đó, cái củ đó mình bỏ vô hũ nè, bỏ vô hũ nha, cái củ mình bỏ vô hũ. Cái lá mình để trên nha các bạn, cái lá mình để trên. Lá mình để trên nha. Rồi mình đổ cái nước này nè vô cái ngâm lại.
sao mà nước nó ngập qua nha bạn, nước ngập qua cà chua mới được nha. Nước ngập qua cà chua nè, nếu mà nó đầy quá thì các bạn mới dằn dằn một cái gì, một cái dĩa hay cái tô đá gì đó, chén đá gì đó. Cái này là nó đã ngập qua rồi, mình khỏi dằn ha. Thôi giờ mình đem ủ, mình đem ủ lại, cho mình để nắp nha. Mình ủ 4 ngày sau, củ ở dưới này lá trên, mình ủ 4 ngày sau mình mở ra mình cảm thấy nó chua vừa, nó chua ăn được rồi đó thì các bạn mới ăn được nha. Là thứ nhất, thứ hai là ăn, mình ăn không hết đó các bạn, mình có thể bỏ vào ngăn mát có tủ lạnh, mình có để bỏ vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần ha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món là món cải chua, cách làm cải chua theo của mình đó. Tại mình ở đây á, mình sớm ở đây mình lạnh lắm, không có phơi nắng nên mình làm theo cách của mình. Mình góp thêm món cách làm cải chua với các bạn nha. Mình chúc các bạn vui khỏe ha.